Chào các bạn. Hôm nay mình đổi cái ly cà phê chút xíu. Và có thể hôm nay mình cũng chuyển hướng cái đề tài chút xíu. Và có thể hôm nay mình làm màu sắc thay vì trắng đen. Có lẽ nhiều người thường quan tâm tới những cái định luật mà nó nằm ở trong thế giới này. Định luật nhân quả, những cái luật hấp dẫn chẳng hạn. Luật nhân quả thì chắc có lẽ ai cũng biết rồi, nó đơn giản lắm đúng không? Mình làm những cái hành động gì, mình suy nghĩ gì hay lời nói gì thì nó đều có một cái hiệu ứng sau khi dựa trên những cái hành động đó. Và chắc có lẽ mình không cần phải nói thêm về cái luật nhân quả này đâu, vì dễ hiểu. Mình sẽ nói cái khía cạnh về luật hấp dẫn. Vì có lẽ ở cái đề tài tiếng Việt á, tiếng Việt thì ít có người nói về cái luật hấp dẫn. Thứ nhất. Thứ nhì á, thì có nhiều người hiểu hơi ngược với cái luật hấp dẫn này. Chúng ta thường gọi là cho là những cái hoàn cảnh hay là những cái thế giới hay là những cái tình huống mà chúng ta rơi vào á, nó không được vừa ý. Nhưng mà thực tế thì chúng ta đều tạo ra tất tần tật những cái đó. Có thể nói cái đó là cái thần thông của tạo hóa ngay ở trong mình. Ví dụ một cái, Chí thường hay dùng cái ví dụ này lắm tại nó dễ hình dung và cũng có nhiều người đang theo đuổi nên nó sẽ dễ liên quan. Để nói về cái tạo thế giới của mình đó. Thì thí dụ một ngày nào đó mình có một cái sự yêu thích về tập gym chẳng hạn, tập tạ đó. Xong mình đăng ký tập ở một cái phòng thể dục gym nào đó. Rồi từ từ mình sẽ có những cái bạn bè chung quanh mình đồng với sở thích tập tạ. Rồi từ dần dần thì cái cơ thể mình nó cũng phải phát triển theo cái để rồi là đáp ứng với lại cái hoạt động tập gym của mình. Tiếp theo đó thì những cái tấm hình ở trong cái phòng ngủ của mình cũng có thể treo hình của một lực sĩ nào đó, hoặc là nhiều hình. Hay là những cái website mình truy cập nó cũng thường giới thiệu những cái hình ảnh đó. Những người bạn bè, những cái sinh hoạt của mình đều nằm trong cái thế giới đó hết. Có nghĩa là chính chúng ta có khả năng để mà tạo lên cái thế giới của mình. Có thể là mình biết hoặc là mình không biết, nhưng mà dù sao gì nữa, từ những cái ý niệm, những cái lời nói, những cái hành động, những cái cảm xúc của mình đó, tất cả những cái đó đều là năng lượng và điều kiện để tạo lên những cái hình tướng. Đó là luật hấp dẫn đó. Có nghĩa là mình phát ra một cái sự rung động nào thì mình sẽ thu hút những thứ đồng với lại cái sự rung động đó vào trong cái thế giới của mình. Đơn giản chỉ là vậy thôi. Nhưng mà thường nhiều người nghĩ là khi mình muốn cái gì đó thì cái đó là tạo cái lực hấp dẫn cho cái đó. Nhưng mà nó là ngược lại. Khi mình muốn cái gì đó là mình đồng thời tạo ra cái sự rung động để phù hợp với cái thiếu. Tại khi mình không có thì mình mới muốn được, mình có là mình không muốn. Giống như là như vậy, một người có sở thích là ăn, rất là thích ăn, rất là thích đi uống bia cùng với bạn bè. Cái cơ thể họ dĩ nhiên là nó sẽ phát triển để phù hợp cho cái hoạt động đó. Cái sở thích mình là vậy đó, mình hoạt động như vậy, mình suy nghĩ như vậy đó. Nhưng mà mình lại muốn có một cái cơ thể như một võ sĩ thì nó không hấp dụng được. mình muốn cái mình không thật sự thích. Chính xác là vậy. Tại vì mình muốn một cái cơ thể nó phù hợp với cái hoạt động thể dục thể thao, nhưng mà mình lại không thích thể dục thể thao, mình lại thích ăn nghỉ thôi, thì mình sẽ có một cái cơ thể để phù hợp cho sự ăn nghỉ, ăn chơi. Rồi thí dụ mình thích hoạt động thể dục thể thao thì mình sẽ có cái cơ thể đó để nó bù đắp và đáp ứng cho cái hoạt động đó, những cái suy nghĩ đó. Chứ còn mình thích cái này mà mình muốn cái kia không được, nó không có đồng sự rung động, nó không có thu hút được. Ở nguyên lý thì nó chỉ đơn giản vậy thôi, mình có thể nhìn kỹ hơn và mình áp dụng trong mọi thứ trong cuộc sống mình. Áp dụng nó như cái luật nhân quả vậy đó. Mình biết là ví dụ mình tạo cái niềm vui cho người ta đó thì người ta sẽ quý mến mình, dĩ nhiên, đơn giản. Còn cái lực hấp dẫn thì nó là như vậy, nên mình chọn cái sự rung động nào thì cái thế giới xung quanh của mình nó sẽ thu hút cái đó vô. Nếu mình muốn cái gì đó, thì cái thế giới xung quanh của mình đó, mà mình không thật sự thích đó đó, thì cái thế giới xung quanh của mình nó sẽ tạo ra cái khoảng cách giữa cái mình muốn và cái mình rung động. Thì cái đó nó chỉ là cái cấu trúc của cái hình thức này thôi. Tất cả những cái gì đó mà nó có hình tướng thì nó phải có cấu trúc. Và cái vũ trụ vật chất này đó thì cái cấu trúc nào, cấu trúc của nó chỉ đơn giản là vậy thôi. Trong cái thế giới vật chất này thì để cho cái lực hấp dẫn nó hoạt động, nó cần chút xíu thời gian và không gian. Nhanh chậm là tùy theo. Đi một con đường thẳng thì lúc nào cũng tới nhanh hơn. Trở lại cái câu chuyện tập gym, nếu mình thích tập gym nhưng mà lúc mình lâu tuần mình tập 1-2 ngày xong rồi cái mình bận bịu tất cả những hoạt động khác thì dĩ nhiên cái thành hình của cái thế giới đó nó sẽ chậm hơn. Nếu mình chỉ có đặt cái năng lượng của mình vào cái đường mình đang đi đó thôi thì dĩ nhiên nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ rất là nhanh. Chứ nói những cái yếu tố này đó để cho mình có một cái cuộc sống nó đỡ rối. Nhiều khi những cái mình thấy là cảm giác chưa đủ ở trong cuộc sống này mà mình không biết tại sao. Không biết tại sao là mình có người thì mọi điều kiện đều có, mà có nhiều người thì điều kiện không có. Đó là cũng do cái mấy cái quy luật đó thôi. Đơn giản chỉ là quy luật nhân quả, cái quy luật hấp dẫn. Thì để mà mình hoạt động một cách nhẹ nhàng nhất, thoải mái nhất, không có bị vướng bận vô những cái sự thiếu sót hay là thiếu thốn gì đó. Thì mình am hiểu cái quy luật của cái thế giới này thôi. Nếu mình muốn mọi thứ đều suôn sẻ thì mình hoạt động trong theo cái quy luật đó. Khi mình tỉnh thức thì mình không cần quan tâm tới mấy chuyện đó, mọi thứ nó đều. Vì cái tâm thức của mình khi mà thoải mái nó đều thu hút vào mọi thứ an lành, thoải mái, mọi cái tuyệt vời nhất. Nếu tâm mình tĩnh lặng và tuyệt vời thì mọi thứ tuyệt vời nhất đều thu hút vào. Mọi thứ nào nó không có thoải mái thì nó được xa cách đi. Đơn giản vậy thôi. Khi tỉnh thức thì mấy cái này nó mình không cần phải quan tâm để mà áp dụng luật này, áp dụng luật kia nữa. Mọi cái hoạt động mình nó sẽ tự nhiên, nó sẽ tự chạy. Mình không cần phải đặt tâm vào nó để mà làm cái này để được cái kia, vân vân.